Mình nhận hỗ trợ cài đặt phần mềm, sửa lỗi phần mềm, cài đặt tất cả các phần mềm trên máy tính. Bạn nào có nhu cầu cài đặt phần mềm, các bạn có thể liên hệ với bên mình, số điện thoại 070-2222-637. Xin chào các bạn, rất vui các bạn trở lại kênh YouTube mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để tải những cái phần mềm từ trên Internet về máy tính. Ở đây thì mình sẽ làm một cái video hướng dẫn chung nhé, với tất cả các phần mềm, và mình sẽ làm video về chính thống nhé. Đó, thì bạn nào có nhu cầu mua phần mềm để xóa logo ở trong video, hay là mua phần mềm để các bạn có thể gia hạn được dùng vĩnh viễn, thì các bạn có thể liên hệ với bên mình. Bên mình nhận hỗ trợ cài đặt, sửa lỗi và mua phần mềm cho các bạn với giá cả hợp lý nhé. Ok, thì quay trở lại vấn đề, thì ở đây mình sẽ làm một cái video để hướng dẫn chung cho tất cả các phần mềm nhé. Đầu tiên, nếu như chúng ta muốn tải một phần mềm, ở đây mình nói ví dụ là Filmora đi, thì các bạn chỉ cần ghi đúng cái tên phần mềm bên đây thôi. Sau đó thì các bạn có thể nhìn thấy rất là nhiều những cái trang web ở trên này. Đó, các bạn sẽ chọn cho mình một cái trang web tải về. Những cái trang web giả sử mà các bạn muốn sử dụng mà không phải mua, thì những cái trang web giả sử như là tải miễn phí này. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem trang này, tải miễn phí này. Đó, những cái trang web tên tiếng Việt là các bạn không phải mua nhé. Tuy nhiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn trên trang web chính thống nhé, bởi vì điều khoản YouTube là nó bắt buộc mình phải chấp hành. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào đúng cái Filmora, và sau đó chúng ta ấn tìm kiếm. Sau đó thì chúng ta sẽ vào cái trang web đầu tiên. Đó, các bạn sẽ mở trang web này ra, và các bạn sẽ có thể nhìn thấy là chỗ download này, free download. Ở trên mỗi loại phần mềm khác nhau, giả sử như là mình nói là Adobe. Đó. Thì đều có cái trang web của Adobe nhé, các bạn chỉ cần kích vào. Và chúng ta sẽ chọn từ cái phần mà cái phần mềm mà chúng ta muốn mua. Đó. Ở đây là có Start Feature, có nghĩa là chúng ta ấn vào đây để tải xuống để dùng thử này. Đó. Hoặc là những cái phần khác nhau, giả sử Adobe Premiere hay là Adobe Acrobat chẳng hạn. Đấy. Thì nó đều có cái để chúng ta có thể tải về để dùng thử nhé. Đó, các bạn sẽ tải về một cái phiên bản để chúng ta có thể dùng thử. Đây này, nó có free trial, có nghĩa là dùng thử miễn phí này. Đó, các bạn có thể dùng thử cái phần mềm đấy xem có tốt không. Nếu mà tốt thì chúng ta có thể mua. Bạn nào mà muốn mua, các bạn có thể liên hệ với mình có hỗ trợ mua nhé. Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ ấn vào free download hay là dùng miễn phí, dùng thử miễn phí, thì chúng ta sẽ kích vào, và sau đó chúng ta mở cái phần mềm mà chúng ta mới tải lên. Chúng ta ấn intro. Ở đây là mình sẽ làm một cái clip chung cho tất cả các phần mềm nhé, bởi vì mình không thể làm từng cái clip cho từng phần mềm được. Trên Internet có rất là nhiều các phần mềm, và mình không biết là các bạn cần phần mềm nào để mình hướng dẫn, cho nên là mình cũng không thể làm được video tận gốc cho các bạn được. Sau đó thì chúng ta sẽ cài. Phần mềm biên tập chỉnh sửa video trên PC. Ok, như vậy là cái quá trình cài đặt sắp hoàn thành rồi nha các bạn. Tùy các cái phần mềm mà chúng ta cài đặt, nó sẽ có dung lượng khác nhau, cho nên là nó sẽ phụ thuộc vào cái tác độ máy tính của các bạn. Sau khi cài đặt xong thì
Nếu như các cái phần mềm mà nó mở như thế này thì chúng ta sẽ ấn vào Start Now. Trong cái trường hợp mà nó không mở thì chúng ta sẽ mở tự động mở lên. Một số các cái loại phần mềm thì nó sẽ ở bên cửa sổ Windows, các bạn sẽ ấn vào bên này thì nó sẽ hiển thị ra ở đây. Một số thì nó sẽ ở bên ngoài desktop thì chúng ta sẽ kích vào luôn. Sau khi xong thì chúng ta ấn Next, 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 Finish. Ok, như vậy là mình đã được dùng thử cái phần mềm này rồi. Bây giờ thì đây là cái phần mềm biên tập video nhé. Đó thì nó sẽ có giao diện như thế này. Các cái phần mềm khác của các bạn thì nó sẽ có nhiều các giao diện khác nhau. Thì các bạn cứ làm quen với cái giao diện của nó nhé. Đó, mình sẽ cho chạy thử cái file video này đi. Đây nữa này. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ xuất thử ra nhá. Export đây. Cái thử video này. Đó, ở đây nó ghi là bạn phải mua hoặc là bạn phải xuất với Marker Mark, có nghĩa là xuất với cái logo là Wonderset Filmora này. Ở đây thì chúng ta chưa mua thì chúng ta chỉ có thể sự lựa chọn thứ hai là xuất với logo. Mình sẽ decode.